Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập chi bộ Cộng sản đầu tiên huyện Tĩnh Gia, tiền thân của Đảng bộ thị xã Nghi Sơn, mùng 6 tháng 12 năm 1930, mùng 6 tháng 12 năm 2020. Thị xã Nghi Sơn phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở trong việc vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, chung sức xây dựng quê hương. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 23 tháng 11, Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn tổ chức hội nghị kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam 23 tháng 11 năm 1946, 23 tháng 11 năm 2020 và tổng kết công tác hiến máu tình nguyện năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Mai Sĩ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, khai mạc hội nghị. Trong năm 2020, Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện thị xã và các xã phường, các ngành cơ quan đơn vị đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch hiến máu tình nguyện năm 2020. Ban Chỉ đạo thị xã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thị xã có văn bản chỉ đạo và giao chỉ tiêu vận động hiến máu tình nguyện cho các đơn vị, phối hợp triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện. Kết quả ngày phát động hiến máu tình nguyện năm 2020 đã có 72 đơn vị tham gia hiến máu tình nguyện với 1.146 tình nguyện viên hiến máu, hiến được 1.285 đơn vị máu, đạt 160% chỉ tiêu tỉnh giao. Trong đó, có nhiều đơn vị vượt chỉ tiêu được giao, tiêu biểu như Ngân hàng Chính sách Xã hội, Công ty Cổ phần Xi măng Công Thanh, Nhà máy Xi măng Nghi Sơn, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã, ngành giáo dục và đào tạo. Qua đó đã góp phần quan trọng đảm bảo lượng máu phục vụ nhu cầu cấp cứu và điều trị cho người bệnh, khắc phục một phần tình trạng thụ động về máu cho bệnh viện. Để phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu, Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh giao năm 2021, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể từ thị xã tới cơ sở tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, sự phối hợp chặt chẽ trong triển khai thực hiện công tác vận động hiến máu tình nguyện. Đưa công tác hiến máu tình nguyện là nhiệm vụ hàng năm của cơ quan, đơn vị và là trách nhiệm của người lãnh đạo, coi đây là một trong những tiêu chí đánh giá đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh, là tiêu chuẩn đánh giá xếp loại các xã, phường, đơn vị, tổ chức trong thi đua khen thưởng hàng năm, thực hiện tốt quy chế, kế hoạch của Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh giao, tiếp tục kiện toàn, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện các cấp, tăng cường các hoạt động tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện, góp phần đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu vận động hiến máu tình nguyện được giao. Tại hội nghị, nhiều tập thể và cá nhân được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác hiến máu tình nguyện năm 2020. Về phường Ninh Hải, thị xã Nghi Sơn, chúng tôi cảm nhận được sự đổi thay của một xã mới lên phường với nhiều công trình phúc lợi được xây dựng mới khang trang, những con đường bê tông kiên cố, tràn ngập sắc hoa chạy tận vào cổng ngõ của từng người dân. Sự đổi thay ấy có vai trò không nhỏ của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cơ sở trong việc vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, chung sức xây dựng quê hương. Phường Ninh Hải hiện có một báo cáo viên cấp thị xã, một báo cáo viên của đảng ủy và 10 tuyên truyền viên cơ sở là các đồng chí bí thư chi bộ. Bám sát chỉ thị số 17 CTTU của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 11 về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới, Đảng ủy phường luôn chú trọng nâng cao vai trò trách nhiệm, nhận thức của các cấp ủy, mặt trận tổ quốc và đoàn thể chính trị, cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng, tập trung củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở, gắn với đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, nội dung của công tác tuyên truyền miệng. Từ ngày 28 đến ngày 30 hàng tháng, Đảng ủy phường tổ chức hội nghị mở rộng để báo cáo viên truyền tải thông tin tiếp thu được tại hội nghị báo cáo viên toàn thị xã đến cán bộ, đảng viên và đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở. Với vai trò là những người nói cho dân nghe, đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở tiếp tục truyền đạt các nội dung tiếp thu được tại hội nghị đảng ủy xã mở rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong đó,
trọng tâm tuyên truyền là các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thông tin tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác đối ngoại của Trung ương, của tỉnh, thị xã và địa phương. Để làm phong phú thêm nội dung tuyên truyền, đưa nhanh các chỉ thị, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở còn lồng ghép những nội dung trọng tâm mà Đảng ủy, chính quyền phường đang tập trung triển khai thực hiện như xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị, các dự án phát triển kinh tế biển, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi mùa vụ để tuyên truyền đến nhân dân. Thị xã Nghi Sơn có 40 báo cáo viên và 20 cộng tác viên dư luận xã hội cấp thị xã, 177 báo cáo viên cấp phường xã và gần 300 tuyên truyền viên cơ sở. Trên cơ sở định hướng tuyên truyền của Ban tuyên giáo tỉnh ủy, chương trình công tác năm của thị xã, Ban tuyên giáo thị ủy Nghi Sơn phối hợp với Trung tâm Chính trị thị xã đã thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền biển. Tính đến cuối tháng 11, thị xã đã tổ chức 17 kỳ sinh hoạt báo cáo viên thông tin về tình hình thế giới trong nước, trong tỉnh. Gần 200 hội nghị đối thoại tuyên truyền, vận động nhân dân để giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn thị xã. Ngoài các hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên, sinh hoạt chi bộ, định kỳ hàng tháng để thông tin nhanh các vấn đề dư luận xã hội quan tâm, thị xã còn chú trọng tuyên truyền miệng kết hợp với hình ảnh trực quan. Năm 2020, thị xã phối hợp với Viện Quy hoạch Kiến trúc Thanh Hóa tổ chức nhiều hội nghị công bố quy hoạch, điều chỉnh, mở rộng khu kinh tế Nghi Sơn đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Đây cũng là cách để người dân được biết, được tham gia quyết định, nhờ đó tạo sự đồng thuận trong nhân dân đối với việc triển khai các dự án, nhất là công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở của thị xã Nghi Sơn đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Mặt khác, từ chỗ được tuyên truyền, thông qua tuyên truyền đã tạo được chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc chung sức thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của thị xã. Thưa quý vị và các bạn, năm 1858, thực dân Pháp nổ súng xâm lược đất nước ta. Không cam chịu nỗi nhục mất nước, nhân dân ta đã liên tiếp nổi dậy chống lại sự áp bức bóc lột của thực dân cướp nước và phong kiến tay sai. Song, do khủng hoảng về đường lối, nên các cuộc khởi nghĩa và phong trào yêu nước do các sĩ phu lãnh đạo đều không giành được thắng lợi. Trong bối cảnh ấy, với lòng yêu nước nồng nàn, với ham muốn tột bậc, làm cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã ra đi tìm đường cứu nước, cứu dân, và người đã tìm thấy ở chủ nghĩa Mác Lênin con đường giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Ngày 3 tháng 2 năm 1930, tại Hương Cảng, Trung Quốc, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã chủ trì hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng ra đời là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam, chấm dứt thời kỳ khủng hoảng kéo dài về đường lối và giai cấp lãnh đạo cách mạng. Sự kiện lịch sử ấy đã tác động sâu sắc, toàn diện và trực tiếp đến phong trào cách mạng ở tỉnh Thanh Hóa nói chung và huyện Tĩnh Gia. Là vùng đất có bề dày lịch sử, giàu truyền thống yêu nước và cách mạng, có nhiều đóng góp cho công cuộc vệ quốc và kiến lập Sơn Hà. Ngay từ những năm đầu thế kỷ 20, cùng với cả nước, nhiều phong trào yêu nước chống thực dân, phong kiến đã nổ ra ở khắp các địa phương trong tỉnh. Những người con ưu tú của quê hương Thanh Hóa như Đinh Trương Dương, Lê Hữu Lập, Nguyễn Văn Đắc, Nguyễn Văn Khang, Lê Công Thanh, Nguyễn Doãn Chấp, với lòng yêu nước nồng nàn đã đi xa tỉnh ngoài, nước ngoài, chấp nối với các tổ chức cách mạng để tiếp thu và tích cực truyền bá chủ nghĩa Mác Lênin đến các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Đồng thời, giác ngộ và đào tạo cán bộ gieo những hạt giống đỏ đầu tiên dẫn đến sự ra đời của Đảng bộ tỉnh vào ngày 29 tháng 7 năm 1930 tại làng Yên Trường, xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân, theo chỉ đạo của xứ ủy Bắc Kỳ. Sự ra đời của Đảng bộ tỉnh đánh dấu bước ngoặt trọng đại đối với con đường phát triển đi lên của tỉnh nhà. Từ đây, mỗi bước thăng trầm của phong trào cách mạng trong tỉnh đều gắn liền với vai trò lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, gắn liền với phong trào cách mạng của cả nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Vào những năm 20 của thế kỷ 20, trên địa bàn huyện Tĩnh Sa, nay là thị xã Nghi Sơn, phong trào đấu tranh yêu nước tiếp tục bùng nổ và diễn ra ở nhiều làng xã với những hình thức đấu tranh phong phú. Đây là tiền đề, ươm mầm tư tưởng tiến bộ và hình thành các tổ chức cách mạng trên địa bàn huyện. Trong đó, đáng chú ý nhất là ra đời của Phủ Bộ Tân Việt Tĩnh Sa vào cuối năm 1928 tại nhà ông Nguyễn Trinh Thụ, làng Cầu Đông, nay thuộc thôn Thống Nhất, phường Hải Ninh, do ông Nguyễn Trinh Thụ làm bí thư. Sau hội nghị, các đảng viên của Phủ Bộ Tân Việt Tĩnh Sa đã có nhiều nỗ lực xây dựng tổ chức phát triển kinh tế tài chính để tạo mối liên lạc, tổ chức đấu tranh chống siêu thuế, xóa bỏ hủ tục phong kiến và tổ chức các hội quần chúng. Trong quá trình hoạt động, đa số các đảng viên của Tân Việt Cách mạng Đảng đều chịu ảnh hưởng tư tưởng cứu nước của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, dần dần ngả theo xu hướng cách mạng của tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và sau đó tuyên bố đổi tên thành Đông Dương Cộng sản Liên đoàn, gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 24 tháng 2 năm 1930. Điều này đã tác động sâu sắc đến hoạt động của các tổ chức Tân Việt Cách mạng Đảng ở cơ sở. Vì vậy, mà dù ra đời và hoạt động chưa nhiều, nhưng Phủ Bộ Tân Việt Tĩnh Sa đã tạo nên mảnh đất gieo mầm tư tưởng cộng sản, tư tưởng giải phóng dân tộc, theo con đường cách mạng vô sản của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và chuẩn bị những nhân tố quan trọng đối với sự ra đời của chi bộ cộng sản đầu tiên huyện Tĩnh Sa. Sau khi Đông Dương Cộng sản Liên đoàn chính thức gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam, Xứ ủy Trung Kỳ được thành lập. Thực hiện chỉ đạo của Xứ ủy Trung Kỳ, tháng 8 năm 1930, đồng chí Lê Tất Đắc về Thanh Hóa nối được liên lạc với đồng chí Ngô Đức Mậu đang hoạt động trong Phủ Bộ Tân Việt Tĩnh Sa. Tại Tĩnh Sa, đồng chí Ngô Đức Mậu đã nhanh chóng tiếp cận với một số đảng viên Tân Việt tiên tiến và thống nhất thành lập Ban vận động thành lập đảng gồm 3 người là Ngô Đức Mậu, Nguyễn Văn Giàng và Nguyễn Trinh Thụ. Sau khi tiến hành thăm dò một số đảng viên Tân Việt tiên tiến như Lương Đình Đạm, Đỗ Khắc Toàn, Lê Huy Tuần chuẩn bị đầy đủ những điều kiện cần thiết, Ban vận động quyết định tổ chức thành lập Chi bộ Cộng sản Tĩnh Sa. Ngày 6 tháng 12 năm 1930, hội nghị thành lập Chi bộ Cộng sản đầu tiên ở Tĩnh Sa được tiến hành tại nhà đồng chí Nguyễn Văn Giảng thuộc làng Hồ Thượng trước cổng Phủ Lỵ Tĩnh Sa, nay thuộc phường Tân Dân, thị xã Nghi Sơn. Tham dự hội nghị gồm có các đồng chí Ngô Đức Mậu, Nguyễn Văn Giảng, Nguyễn Trinh Thụ, Lương Đình Đạm, Đỗ Khắc Toàn, Lê Huy Tuần. Trong không khí trang nghiêm, đồng chí Ngô Đức Mậu trình bày chủ trương thành lập đảng của Xứ ủy Trung Kỳ, tuyên bố kết nạp 5 đồng chí có mặt tại hội nghị vào đảng và tuyên bố thành lập Chi bộ Cộng sản đầu tiên của Tĩnh Sa. Hội nghị đã bầu đồng chí Nguyễn Văn Giảng làm bí thư chi bộ và thảo luận quyết định những chủ trương vắn tắt của chi bộ, tăng cường công tác xây dựng đảng, chú trọng cả về số lượng và chất lượng, lựa chọn những đảng viên Tân Việt và thanh niên có xu hướng tiến bộ, vận động giáo dục kết nạp vào đảng, đồng thời tích cực xây dựng tổ chức quần chúng, tổ chức in truyền đơn, may cờ đỏ búa liềm, chuẩn bị kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5. Chi bộ Cộng sản đầu tiên ra đời trên quê hương Tĩnh Sa đã mở ra bước ngoặt mới. Từ đây, phong trào cách mạng trong huyện có sự lãnh đạo trực tiếp của đảng và tham gia một cách tự giác vào cuộc vận động cách mạng của cả nước, góp phần đưa sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp đến thắng lợi hoàn toàn. Công văn của Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn về việc lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn thị xã về xã Hải Nhân đạt chuẩn nông thôn mới. Căn cứ quyết định số 1980 QĐ-TTG ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Bộ Tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Quyết định 2540 QĐ-TTG ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Căn cứ quyết định 1415-2017 QĐ-UBND ngày 3 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc ban hành Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2017-2020.
Để có cơ sở báo cáo trình Ủy ban nhân dân tỉnh xét công nhận xã Hải Nhân đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020, Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã phát sóng kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới xã Hải Nhân để lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn thị xã về kết quả xây dựng nông thôn mới xã Hải Nhân năm 2020. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Biểu tổng hợp kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới xã Hải Nhân, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Một lớn, quy hoạch. Một nhỏ, quy hoạch. 1.1, có quy hoạch chung xây dựng xã, được phê duyệt và được công bố công khai đúng thời hạn, đạt. 1.2, ban hành quy định quản lý quy hoạch chung xây dựng xã và tổ chức thực hiện theo quy hoạch, đạt. Hai lớn, hạ tầng kinh tế xã hội. Hai nhỏ, giao thông. 2.1, đường xã và đường từ trung tâm xã đến đường thị xã, chiều rộng nền đường tối thiểu 6,5m, chiều rộng mặt đường tối thiểu 3,5m, được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm, đạt. 2.2, đường trục thôn bản và đường liên thôn, bản chiều rộng nền đường tối thiểu 4,0m, chiều rộng mặt đường tối thiểu 3,0m, được cứng hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm, có rãnh tiêu thoát nước mặt đường, đạt. 2.3, đường ngõ xóm sạch và không lầy lội. Vào mùa mưa, chiều rộng nền đường tối thiểu 4,0m, chiều rộng mặt đường tối thiểu 3,0m, trường hợp bất khả kháng, nền đường tối thiểu 3,0m, mặt đường tối thiểu 2,0m và có rãnh tiêu thoát nước mặt đường. Với đường dân sinh, chủ yếu phục vụ đi lại của người dân giữa các cụm dân cư và các hộ gia đình, không có ô tô chạy nền đường tối thiểu 2,0m, mặt đường tối thiểu 1,5m, đạt. 2.4, đường trục chính nội đồng, đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm, chiều rộng nền đường tối thiểu 4,0m, chiều rộng mặt đường tối thiểu 3,0m, đạt. Ba nhỏ, thủy lợi. 3.1, tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động đạt từ 80% trở lên, đạt. 3.2, đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu dân sinh và theo quy định về phòng chống thiên tai tại chỗ, đạt. 4 nhỏ, điện. 4.1, có hệ thống đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của ngành điện theo quyết định số 4293/QĐ-BCT ngày 28 tháng 10 năm 2016 của Bộ Công Thương về phương pháp đánh giá thực hiện theo tiêu chí số 4 về điện nông thôn trong Bộ Tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, đạt. 4.2, tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên an toàn từ các nguồn theo quy định số 4293/QĐ-BCT ngày 28 tháng 10 năm 2016 của Bộ Công Thương về phương pháp đánh giá thực hiện theo tiêu chí số 4 về điện nông thôn trong Bộ Tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, đạt. 5 nhỏ, trường học. Tỷ lệ trường học các cấp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trường tiểu học và trung học cơ sở có cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đạt chuẩn quốc gia, đạt 100%. 6 nhỏ, cơ sở vật chất văn hóa. 6.1, xã có nhà văn hóa hoặc hội trường đa năng và sân thể thao phục vụ sinh hoạt văn hóa thể thao của toàn xã, đạt. 6.2, xã có điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi theo quy định. Điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em của xã phải đảm bảo điều kiện và có nội dung hoạt động chống đuối nước cho trẻ em, đạt. 6.3, tỷ lệ thôn bản ấp có nhà văn hóa hoặc nơi sinh hoạt văn hóa, thể thao phục vụ cộng đồng, đạt. 7 nhỏ, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, xã có chợ trong quy hoạch của tỉnh phải xây dựng đạt chuẩn theo quy định. Xã không quy hoạch chợ thì phải có cửa hàng kinh doanh tổng hợp hoặc siêu thị mini đạt chuẩn theo quy định tại chương 2 quyết định số 4800/QĐ-BCT ngày 8 tháng 12 năm 2016 của Bộ Công Thương về hướng dẫn và xét công nhận tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn trong Bộ Tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, đạt. 8 nhỏ, thông tin và truyền thông. 8.1, xã có điểm phục vụ bưu chính theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông, đạt. 8.2, xã có dịch vụ viễn thông Internet theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông, đạt. 8.3, xã có đài truyền thanh hoạt động theo quyết định số
1895-2013 QĐ-UBND ngày 6 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa có tối thiểu có 2/3 số thôn bản có hệ thống loa kết nối với đài truyền thanh xã đang sử dụng tốt, đạt. 8.4. Xã có trang thông tin điện tử riêng hoặc có trang thông tin điện tử thành phần trên trang cổng thông tin điện tử thị xã, thành phố. 80% cán bộ công chức xã có máy vi tính phục vụ nhiệm vụ chuyên môn. Ủy ban Nhân dân xã được triển khai ứng dụng phần mềm quản lý văn bản, hồ sơ công việc trong xử lý, điều hành các công việc. Ứng dụng phần mềm theo dõi nhiệm vụ của Ủy ban Nhân dân thị xã. Có ứng dụng công nghệ thông tin để hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa điện tử theo kế hoạch hành động số 01 KHUBND ngày 4 tháng 1 năm 2016 và kế hoạch số 22 KHUBND ngày 15 tháng 2 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đạt. 9 nhỏ, nhà ở dân cư 9.1 trên địa bàn xã không còn hộ gia đình ở trong nhà tạm, dột nát, đạt. 9.2 tỷ lệ hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng, đạt. 3 lớn, kinh tế và tổ chức sản xuất. 10 nhỏ, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn, triệu đồng trên người đến năm 2020, đạt 47,01 triệu đồng. 11 nhỏ, hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giai đoạn 2016-2020, đạt. 12 nhỏ, lao động có việc làm, tỷ lệ người có việc làm trên dân số trong độ tuổi lao động có khả năng tham gia lao động, đạt. 13 nhỏ, tổ chức sản xuất. 13.1, xã có hợp tác xã hoạt động theo đúng quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012, đạt. 13.2, xã có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực, đảm bảo bền vững, đạt. 4 lớn, văn hóa xã hội, môi trường. 14 nhỏ, giáo dục và đào tạo. 14.1, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2, phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2 và đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2 trở lên, đạt. 14.2, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở được tiếp tục học trung học phổ thông, bổ túc, trung học phổ thông và học nghề, đạt. 14.3, tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo, đạt. 15 nhỏ, y tế. 15.1, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế, đạt. 15.2, xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế, đạt. 15.3, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng, thể thấp còi, chiều cao theo tuổi và cân nặng, đạt. 16 nhỏ, văn hóa, xã có từ 70% số thôn bản trở lên đạt tiêu chuẩn làng văn hóa theo quy định tại Bộ Văn hóa Thể thao, Du lịch, đạt. 17 nhỏ, môi trường và an toàn thực phẩm. 17.1, tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch theo quy định, đạt. 17.2, tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường, đạt 100%. 17.3, xây dựng cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, an toàn, đạt. 17.4, mai táng phù hợp với quy định tại Nghị định số 23-2016 NĐ-CP ngày 5 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ về xây dựng quản lý sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng, đảm bảo vệ sinh môi trường theo quy định của Bộ Y tế. Việc mai táng được thực hiện tại vị trí xác định theo quy hoạch chung xây dựng xã được phê duyệt. 17.5, chất thải rắn sản xuất và sinh hoạt trên địa bàn và nước thải khu dân cư tập trung, cơ sở sản xuất kinh doanh được thu gom xử lý theo quy định về bảo vệ môi trường, đạt. 17.6, tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt, hợp vệ sinh và đảm bảo ba sạch theo quy định, đạt. 17.7, tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi, đảm bảo vệ sinh môi trường, đạt. 17.8, tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm, đạt. 18 nhỏ, hệ thống tổ chức chính trị và tiếp cận pháp luật. 18.1, cán bộ công chức xã đạt chuẩn, đạt 100%. 18.2, có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở theo quy định, đạt. 18.3, đảng bộ chính quyền xã đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh, đạt.
18.4, tổ chức chính trị xã hội của xã đạt loại khá trở lên, đạt 100%. 18.5, xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định, đạt. 18.6, đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình, bảo vệ và hỗ trợ những người dễ bị tổn thương trong các lĩnh vực của gia đình và đời sống xã hội, đạt. 19 nhỏ, quốc phòng và an ninh. 19.1, xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh, rộng khắp và hoàn thành các chỉ tiêu quốc phòng, đạt. 19.2, xã đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự xã hội và bảo đảm, bình yên, không có khiếu kiện đông người kéo dài, không để xảy ra trọng án, tội phạm và tệ nạn xã hội, ma túy, trộm cắp, cờ bạc, nghiện hút, được kiềm chế, giảm liên tục so với các năm trước, đạt. Honda Hưng Phát xin kính chào quý khách. Honda Hưng Phát là cửa hàng bán xe và dịch vụ do Honda ủy nhiệm với 8 đại lý trên toàn quốc. Honda Hưng Phát này đã có mặt tại thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa với địa chỉ tại phường Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn, đối diện Vincom Tĩnh Gia. Honda Hưng Phát đặt ra tiêu chuẩn hàng chính hãng, dịch vụ chuyên nghiệp cùng các hoạt động chăm sóc khách hàng chu đáo như rửa xe miễn phí, kiểm tra định kỳ, chăm sóc trọn đời nhằm mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tốt nhất. Bên cạnh các hoạt động kinh doanh, Honda Hưng Phát luôn hướng tới các hoạt động vì cộng đồng như tuyên truyền an toàn giao thông cho học sinh và người dân tại địa phương. Trong tháng này, Honda Hưng Phát triển khai các chương trình khuyến mãi hấp dẫn như sau: tặng ngay mũ bảo hiểm có kính chắn gió cho tất cả khách hàng mua xe; hái quà trên cây thông Noel với cơ hội trúng một chỉ vàng cùng nhiều quà tặng hấp dẫn khác như áo mưa, thẻ điện thoại, chai dầu nhớt, bình thủy tinh, ba lô rút khi chụp ảnh check-in trên Facebook. Khách hàng khi mua xe Tycoon Winner X được tặng ngay 4 triệu đồng phí đăng ký xe, trả góp 0% lãi suất. Đặc biệt, đối với khách hàng là giáo viên, ngoài các phần quà trên sẽ được giảm giá đến 500.000 đồng khi mua xe, giảm giá đến 70% một số phụ tùng Honda chính hãng. Rửa xe miễn phí, chăm sóc xe trọn đời. Rất nhiều ưu đãi hấp dẫn mà Honda Hưng Phát đang dành cho quý khách hàng. Nhanh chân lên quý vị ơi, mua xe máy, sửa xe máy đến ngay Hưng Phát. Phòng khám chuyên khoa răng hàm mặt quốc tế Á Châu được phát triển theo hướng thẩm mỹ, kỹ thuật cao, công nghệ và trang thiết bị hiện đại, được chuyển giao từ các quốc gia có nền nha khoa hàng đầu thế giới, đặc biệt là Hoa Kỳ, như công nghệ răng sứ CT 5 chiều với khả năng phục hồi với tất cả các trường hợp răng xuống cấp, cấy ghép răng thế hệ 4F, giải pháp phục hồi răng với chức năng và thẩm mỹ như răng thật, lấy cao răng bằng đầu siêu âm, đánh bóng răng bằng muối khoáng và điều trị răng miệng dưới sự hỗ trợ của các thiết bị quốc tế hiện đại. Phòng khám chuyên khoa răng hàm mặt quốc tế Á Châu mang đến cho quý khách hàng sự điều trị chính xác nhất trong điều kiện vệ sinh môi trường vô trùng tuyệt đối, cùng với đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm, tận tâm với người bệnh. Phòng khám chuyên khoa răng hàm mặt quốc tế Á Châu chính thức khai trương vào ngày 2 tháng 10 năm 2020, đáp ứng nhu cầu chăm sóc, điều trị và thẩm mỹ răng miệng cho mọi khách hàng trên địa bàn thị xã Nghi Sơn và các địa phương lân cận. Nhân dịp khai trương, phòng khám sẽ giảm giá 20% tất cả các loại phí điều trị trong thời gian 1 tháng. Mọi chi tiết, vui lòng liên hệ phòng khám chuyên khoa răng hàm mặt quốc tế Á Châu, địa chỉ tại số nhà 02, đường Quang Trung, tiểu khu 6, ngay phía bắc cầu Còng, phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn. Bác sĩ răng hàm mặt Nguyễn Văn Mạnh, điện thoại 0986 656 660. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn, chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Cao Văn Lâm, biên tập Trung Hiếu, kỹ thuật truyền dẫn phát sóng Trung Luyến. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.